Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục tin tổng hợp của ống kính hậu trường. Sau đây là các tin mới trong ngày. Nối tiếp Chipu, Lily đại náo sâu Trung Quốc ngay từ tập 1. Công chúa YG cũng bị mũi Việt Nam cắn như thường. Netizen gọi tên Mai Phương sau loạt phát ngôn của Ý Nhi. Tiếc núi, hàng trăm bling không thể vào sân xem Blackpink. Video idol nhưng lọt hố dàn dancer Wesley. Lily đại náo sâu Trung Quốc ngay từ tập 1. Lily khiến khán giả không khỏi tự hào với thành tích khủng của mình. Tối 29 tháng 7, Lily chính thức xuất quân trong tập đầu tiên của show âm nhạc The Next Day 2023. Với phần trình diễn đẹp cả phần nhìn hay cả phần nghe, Lily đã chiếm được vị trí cao ngay ngày đầu xuất hiện tại show nước ngoài. Nữ ca sĩ chọn phong cách quen thuộc của mình khi diện chiếc váy xòe đơn sắc, ôm đàn guitar và thể hiện tiếng Trung ca khúc nhạc phim Tân Dòng Sông Ly Biệt. Lily khiến dàn cố vấn bất ngờ với khả năng hát tiếng Trung rất chuẩn của mình, thậm chí Ella còn phải thốt lên rằng tôi yêu thích giọng hát của cô ấy. Lily cho biết cô yêu thích ca khúc rất muốn từ lâu, vì thế ngay trong tập đầu tiên cô đã chọn thể hiện ca khúc này, một bài hát quen thuộc với khán giả. Lily dành khoảng 3 tháng để học tiếng Trung và tập luyện cho các tiết mục. Với phong cách nhẹ nhàng, đơn giản cùng giai điệu mượt mà của ca khúc, Lily đã mang đến một làn gió mới khiến giám khảo dành cho nữ ca sĩ Việt Nam nhiều lời khen có cánh. Xuyên suốt tiết mục của Lily, Jay Park còn đung đưa đèn flash để ủng hộ cô nàng. Chia sẻ cảm xúc của mình, Lily cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi là đại diện duy nhất của Việt Nam tranh tài tại show diễn và nhận được sự đánh giá cao của mọi người. Công chúa YG cũng bị mũi Việt Nam cắn như thường. Loạt khoảnh khắc đáng yêu của Jennie khiến fan vừa mắc cười vừa cảm thấy thương cho idol của mình. Sau hai đêm diễn bùng cháy của Blackpink ở Bonping World Tour Hà Nội, bốn cô gái khuấy động không khí với hàng loạt bản hit, chiêu đãi fan bữa tiệc visual đã mắt. Bên cạnh đó, những khoảnh khắc đáng yêu của Blackpink cũng được dân tình chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Chiếm spotlight hơn cả chính là biểu cảm cực hoang mang của Jennie khi bị những chùm muội quấy rầy. Cụ thể, khi bốn thành viên đang giao lưu với fan thì mọi sự chú ý bỗng chốc dồn vào Jennie khi cô nàng bất ngờ bị muỗi cắn. Mặc dù vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nhưng tay thì lại lén đưa ra phía sau để gãi, khiến fan không nhịn được cười. Ngoài Jennie, nạn nhân tiếp theo của những chùm muỗi Việt Nam chính là bông hồng nước Úc Rose. Khi đang giao lưu, Rose cũng phải dừng lại vì bị muỗi cắn. Bên cạnh đó, chị cả Blackpink lúc đang trình diễn còn bị bọ dọa cho mém quên lời. Những biểu cảm hoảng hốt, né tránh côn trùng của bốn thành viên khiến fan cảm thấy vừa thương nhưng cũng vừa không nhịn được cười. Có lẽ lần đầu tiên đến Việt Nam này đã để lại cho Blackpink những kỷ niệm khó phai. Trải qua hai đêm diễn đúng với đẳng cấp của một tour diễn quốc tế, bốn cô gái vàng Blackpink đã không phụ sự kỳ vọng của các bling Việt Nam. Blackpink đã mang đến bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn bằng loạt siêu hit cùng vũ đạo cực cháy khiến khán giả có mặt không thể đứng yên. Netizen gọi tên Mai Phương sau loạt phát ngôn của Ý Nhi. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối và so sánh hai nàng hậu này. Sau mấy ngày đăng quang, tân hoa hậu thế giới Việt Nam Huỳnh Trần Ý Nhi bị đào hàng loạt phát ngôn gây tranh cãi. Cư dân mạng đều cảm thấy ngán ngẩm thay và triệu hồi Mai Phương trong hàng loạt bình luận dưới bài đăng về Ý Nhi. Đa số cư dân mạng cho rằng Ý Nhi kém xa Mai Phương về mọi mặt, từ khả năng tiếng Anh cho đến thái độ, cách ứng xử khi được phỏng vấn. Được chọn làm đại diện Việt Nam đi chinh chiến ở Miss World 2024 nhưng khả năng tiếng Anh của Ý Nhi bị đánh giá khá tệ mặc dù đang là sinh viên của trường đại học quốc tế. And now, just few days ago, I was crowned Miss World Vietnam 2023. Được biết ngôi trường này giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh nên nhiều người cũng khá bất ngờ với trình độ ngoại ngữ của nàng hậu. Trong khi đó, Mai Phương lại là hoa hậu được đánh giá cao bởi IELTS 8 chấm cùng khả năng giao tiếp lưu loát. Ladies and gentlemen, we're living in the era where cultures are constantly intertwined to create a beautiful picture of diversity. Mai Phương cũng từng chia sẻ rằng bản thân khá may mắn khi nhận được ngôi vị này và cô cũng chỉ khác trước đây là có thêm vương miện đội trên đầu thôi, còn tâm hồn và trái tim cô vẫn vậy. Ngược lại thì Ý Nhi sau khi đăng quang được mấy ngày thì đã khiến cư dân mạng ngỡ ngàng bật ngửa khi cho rằng giờ cô đã là hoa hậu nên bạn trai phải theo kịp cô. Hay trong khi bạn bè trang lứa dành thời gian để ngủ, để uống trà sữa thì em đã là hoa hậu. Bạn bè đồng trang lứa với em thì họ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa, để cà phê cùng bạn bè. Thì em đã tham gia cuộc thi hoa hậu, em đã trưởng thành hơn các bạn. Đều từng nhận được câu hỏi liên quan đến vấn đề hoa hậu đại gia, nhưng cả hai cũng có những chia sẻ trái ngược nhau. Nếu như Mai Phương cho rằng mỗi cá nhân nên tập trung vào bản thân, cố gắng phát triển thay vì chạy theo những cái phù phiếm, dựa dẫm vào người khác, thì Ý Nhi chia sẻ rằng kiều nữ và đại gia đi với nhau là vì gió tầng nào gặp mây tầng đó, vì hoa hậu là người có nhan sắc, tri thức nên đại gia cũng phải là người tinh tế. Phát ngôn này khiến nhiều người cho rằng cô nàng quá đề cao bản thân, dù sao hoa hậu cũng chỉ là một danh xưng thôi. Cô nàng cũng chỉ mới đăng quang được có mấy ngày, chứ gì đã cho mình ở vị trí cao hơn bạn bè hay mọi người xung quanh.
Nhiều cư dân mạng còn đùa nhau rằng Mai Phương có thể dạy cho Ý Nhi một khóa trả lời phỏng vấn được không, bởi hiện tại nàng Tân Hoa Hậu cứ mở miệng lại khiến mọi người á khẩu. Sau loạt phát ngôn đi vào lịch sử, cô nàng Ý Nhi cũng nhận về khá nhiều anti. Vừa đăng quang gần một tuần nhưng nàng hậu mới này đã có group anti gần 200.000 người chỉ sau 3 ngày lập. Cùng là những nàng hậu nhận nhiều tranh cãi, song Mai Phương được cộng đồng mạng đánh giá cao hơn rất nhiều. Mặc dù có thời điểm cô bị chỉ trích về những lùm xùm không đáng có, nhưng xét về thái độ, sự chăm chỉ, chuẩn mực, học thức lẫn ngoại hình, Mai Phương được đánh giá cao hơn hẳn Ý Nhi. Một số người cho rằng việc so sánh Mai Phương và Ý Nhi là quá khập khiễng, Ý Nhi thua xa rất nhiều nàng hoa hay á hậu khác. Nhận thức được sự sai sót của bản thân, mới đây cô nàng cùng đại diện phía Sen Vàng là bà Kim Dung đã lên livestream xin lỗi về những ồn ào vừa qua. Mặc dù có kha khá người an ủi và hiểu cho những thiếu sót của cô, nhưng đại bộ phận công chúng vẫn khá phẫn nộ. Những chia sẻ của cô trong các buổi phỏng vấn cho dù là do không cẩn trọng nhưng cũng là ý nghĩ thật của cô nàng. Bản thân cô có sự kiêu ngạo và tự mãn với chiến thắng của mình mà không biết rằng núi cao còn có núi cao hơn. Thành công của cô còn có sự giúp đỡ của bao nhiêu người, trong đó có cả những bạn bè đồng trang lứa. Khiêm tốn và có lời lẽ đúng chuẩn mực là những thứ mà hoa hậu cần phải có, nhưng Ý Nhi lại chưa cho công chúng thấy những hình ảnh đẹp đẽ đó. Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu, mong rằng Ý Nhi hãy nhớ câu này và cố gắng trau dồi, hoàn thiện bản thân hơn để cho công chúng thấy những hình ảnh tích cực thay vì những lùm xùm vừa qua. Trăm Linh không thấy vào sân xem Blackpink. Không có vé vào sân, rất nhiều fan hâm mộ phải đứng hàng rào để xem idol của mình. Bên cạnh cảnh các Blink nhộn nhịp check-in và tìm chỗ của mình thì nhiều fan hâm mộ không thể vào trong xem concert do trục trặc về vé. Họ đành tập trung phía ngoài sân vận động Mỹ Đình hát theo các ca khúc của Blackpink tối 30 tháng 7. Trước giờ Blackpink xuất hiện, fan đồng loạt hát vang ca khúc của nhóm. 19:50, khán giả vỡ òa khi bốn cô gái bước ra sân khấu thể hiện ca khúc How You Like That, Betty Savage. Không thay đổi thứ tự bài hát, Blackpink nhảy thêm một đoạn vũ đạo remix. Rạng sáng ngày 30 tháng 7, tình hình săn vé để xem đêm cuối diễn ra sôi nổi trên các hội nhóm. Một số tài khoản rao bán vé VIP hàng AA sát sân khấu với giá 30 triệu đồng, còn vé hạng Platinum 7,8 triệu cũng được rao bán với giá gần gấp đôi. Tuy nhiên, ngay sau đó, ban tổ chức mở bán thêm vé qua hình thức online và trực tiếp tại quầy ngay trước địa điểm tổ chức show. Nhiều khán giả nói vui mừng vì có cơ hội mua vé với giá gốc, tránh tình trạng tiền mất tật mang do thị trường chợ đen nhiễu loạn. Video idol nhưng lọt hố dàn dancer quá slay. Phong cách trình diễn thu hút của dàn dancer nhóm nhạc Blackpink gây sốt cộng đồng mạng. Mới đây, hai đêm diễn concert tại Hà Nội của nhóm nhạc Blackpink vừa diễn ra thành công. Ngoài những màn trình diễn vô cùng mãn nhãn của bốn nữ idol xinh đẹp, dàn vũ công của bốn cô nàng cũng được cộng đồng mạng chú ý. Video clip quay lại đoạn nhảy của các dancer Blackpink được lan truyền mạnh mẽ, cư dân mạng với những bình luận như idol cháy 1, dancer cháy 10, đỉnh khỏi phải bàn và vô vàn những lời khen có cánh. Không chỉ xuất sắc trong những vũ đạo điêu luyện, dàn dancer của Blackpink còn gây ấn tượng mạnh với nhan sắc cuốn hút, thân hình đáng ngưỡng mộ. Phong cách thời trang trình diễn của dàn vũ công cũng vô cùng độc đáo. Với những thiết kế ôm sát cơ thể và khoác hở táo bạo, các dancer có thể khoe trọn body cực xịn, gương mặt thần thái slay theo từng chuyển động làm đốn tim khán giả. Ngoài visual cực đỉnh và body nóng bỏng, sự nhiệt huyết của các dancer khi trình diễn cũng được netizen khen ngợi. Chuyên mục tin tổng hợp đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc tất cả các bạn một ngày tốt lành.